Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của nhóm bạn công nhân. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Hai cây cầu quan trọng ở miền Tây được khởi công cùng một lúc. Doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam sống sót trong đại dịch Covid-19 như thế nào? Và sau đây là bản tin chi tiết. Hai cây cầu quan trọng ở miền Tây được khởi công cùng lúc. Hôm 28 tháng 3, cầu Rạch Miễu 2 và cầu Châu Đốc cùng lúc được làm lễ khởi công. Theo đó, cầu Rạch Miễu 2 có tổng số vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, khoảng 227,31 triệu đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước, vượt sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang với Bến Tre, hoàn thành sau 3 năm xây dựng. Cầu Rạch Miễu 2 kết cấu dây văng, dài gần 2 km, rộng 21,5 m, 4 làn xe, thiết kế cho thời gian khai thác 100 năm. Phần cầu vượt sông Mỹ Tho dài 456 m, 4 làn xe. Riêng đường dẫn trên tuyến có 4 làn dành cho xe hơi, 2 làn hỗn hợp, vận tốc 80 km/h. Cầu xây cắt cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu. Điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, giao quốc lộ 1 với đường tỉnh 870, thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre. Ngoài ra, dự án còn có 4 cây cầu phụ, mỗi cầu rộng 20,5 m, gồm Xoài Hột, Ba Lai, Tam Sơn và sông Mã. Đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, sau cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Mỹ Thuận, nối Vĩnh Long với Tiền Giang, Mỹ Thuận 2 đang xây dựng, Hàm Luông, Bến Tre, Cổ Chiên nối Bến Tre với Trà Vinh. Công trình khi hoàn thành sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm lượng xe cộ cho quốc lộ 60, đặc biệt là cầu Rạch Miễu hiện hữu, thường kẹt xe dịp Tết, dịp lễ. Cây cầu thứ 2 được khởi công là cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu, có kinh phí đầu tư 534 tỷ đồng, khoảng 23,34 triệu đô la Mỹ, nối thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, dài 667 m, rộng 14 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h, thời gian thi công 33 tháng. Cầu Châu Đốc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường liên kết vùng song song tỉnh lộ 953, tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, khoảng 91,82 triệu đô la Mỹ. Khi hoàn thành, giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa hai bờ, còn 5 phút so với 30 phút khi đi phà, giúp rút ngắn thời gian từ Châu Đốc đi thị xã Tân Châu cũng như từ miền Tây đến Sài Gòn. Đây là dự án cầu thứ tư bắc qua sông Hậu, trong đó hai cây cầu Cần Thơ và Vàm Cống đã hoàn thành, còn dự án cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng đang tái khởi động sau 5 năm đình trệ. Doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam sống sót trong dịch Covid-19 nhờ đâu? Gần một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vận hành trên Facebook tại châu Á, Thái Bình Dương cho biết ít nhất 25% doanh thu đến từ nền tảng kỹ thuật số, cho thấy đây là xu hướng của tương lai. Đại diện truyền thông Meta tại Việt Nam ngày 28 tháng 3 công bố báo cáo về tình hình doanh nghiệp nhỏ năm 2022 do Meta thực hiện vào tháng 1, 2022 thông qua khảo sát gần 24.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu. Theo báo cáo này, 20% doanh nghiệp trên toàn cầu đã đóng cửa, cao hơn 3% so với tháng 7-2021, phản ánh tác động của làn sóng dịch Covid với biến thể Omicron. Tại Việt Nam, 75% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng Facebook cho biết họ đang duy trì vận hành hoặc có các hoạt động tạo doanh thu, giúp mức giảm doanh thu so với tháng 9-2019 chỉ là 5%. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi 23% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên Facebook ghi nhận sự tăng trưởng doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 6%, báo cáo của Facebook chỉ rõ. Ngoài ra, những quan ngại về dòng tiền cũng như nhu cầu thị trường thời điểm thực hiện báo cáo đã phần nào cải thiện so với 6 tháng trước. Có 32% số doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên Facebook cho biết họ có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dòng tiền và 42% quan ngại về sự sụt giảm nhu cầu hoặc thiếu hụt khách hàng trong vài tháng tới. Cả hai số liệu đo lường này đều giảm khoảng 1/3 so với số liệu ghi nhận hồi tháng 9. Điểm sáng nhất trong hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ thời gian này là 55% số doanh nghiệp tự tin vào khả năng duy trì hoạt động trong ít nhất 12 tháng tới nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn, tăng gần gấp đôi so với khảo sát hồi tháng 9-2021. Trong khi những biện pháp giãn cách xã hội vẫn được tiếp tục do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc chuyển đổi sang mô hình trực tuyến đã trở thành xu thế tất yếu đối với doanh nghiệp toàn cầu cũng như doanh nghiệp Việt. Có tới 59% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết doanh số từ bán hàng online trong thời gian qua chiếm ít nhất 25% tổng doanh thu, tăng 13% so với báo cáo hồi tháng 9 năm ngoái. Báo cáo còn ghi nhận
Các công cụ kỹ thuật số trở nên quan trọng hơn đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ thích ứng và vượt qua những thách thức hiện tại. Nhiều doanh nghiệp gặt hái được thành công trên nền tảng trực tuyến. Tại châu Á, Thái Bình Dương, gần một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vận hành trên Facebook cho biết ít nhất 25% doanh thu đến từ nền tảng kỹ thuật số. Từ đó, vận hành hỗn hợp, kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên nhiều nền tảng số sẽ là xu thế làm việc trong tương lai.